xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh gương mặt của một cô gái rất là xinh. Cô mắt tay là tô của mình nhé. Tên là vừa mái tóc này thì mình bắt từ màu cam
ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cô gái rất là dễ thương này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye.